Xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn một mẫu đồng hồ Patek Philippe lộ máy chạy 20 giờ nữa. Với chiếc đồng hồ này thì vỏ của nó là bằng thép không gỉ inox màu trắng nguyên bản luôn. Mặt lộ máy thể hiện tất cả các chi tiết máy ở bên trong. Các bạn để ý góc 6 giờ thì các bạn nhìn thấy bánh xe đang chạy. Góc 9 giờ nó là múi giờ thứ hai. Góc 12 giờ thì nó chính là đồng hồ ngày đêm, mặt trăng và mặt trời, thể hiện giờ hiện tại đang là buổi sáng hay là buổi tối, ban ngày hay ban đêm đấy ạ. Đây, các bạn nhìn qua chi tiết của sản phẩm. Mặt sau thì nó có bánh đà để tự động lên gót và có cả chế độ lên gót tay, khi mà mình không đeo, mình không sử dụng thì mình có thể lên gót tay để cho đồng hồ vẫn luôn trôi chảy được. Với chiếc đồng hồ này thì hiện tại bên mình đang phân phối với mức giá là 2.050.000 đồng, còn có hai chiếc dành cho hai bạn đầu tiên đặt hàng. Để đặt hàng, các bạn vui lòng liên hệ 0912681586. Bên mình sẽ giao đến đồng hồ đến tận nhà trên toàn quốc. Các bạn nhận đồng hồ mới thanh toán tiền. Xin cảm ơn các bạn.